hai vị mới, vị sữa dừa thơm béo, vị đường đen ngọt thanh. Mami. Con à. Dạ. Thằng Cường với con Hằng, tụi nó hòa lại với nhau á, mẹ vui quá trời luôn. Con thấy tụi nhỏ bây giờ yêu nhau như vậy đó mẹ. Cãi nhau, mắng nhau hoài xong rồi là có bỏ được nhau đâu. Cái con Hằng á, nó lý lắc đáng yêu ghê luôn á. Con nè, mấy hôm nay con cứ phải giấu giếm mọi người, chắc là con mệt mỏi lắm phải không con? Con không sao đâu mẹ, mẹ không cần phải lo cho con đâu. Hả? Con có biết cái điều mà mẹ an tâm nhất bây giờ là gì không? Là con ở bên cạnh con My á. Trời ơi, con My nó có con á, là mẹ yên tâm toàn phần luôn á. Con tin không? Bây giờ mẹ chết cũng mãn nguyện nữa. Mẹ nói cái gì vậy? Tí nữa mẹ xuống xe mẹ nhổ nước bọt đi nha. Mẹ sẽ còn sống với tụi con thật lâu, thật là lâu nữa. My cũng sắp sinh em bé rồi, tụi con còn phải nhờ mẹ chơi với cháu nữa chứ. Tụi con là cũng tính thêm làm vài đứa nữa đó. Trời ơi, chưa xong đứa này đã tính đến đứa khác rồi luôn. Mình phải có kế hoạch. Tụi con là 3-4 đứa nữa đó. Con My á, mà nó nghe chuyện này á, là nó dậy nảy lên đó nha con. Cháu nảy luôn ạ. Nè, cái đứa này nè, nếu mà nó là con trai á, chắc nó giống con lắm á. Cảm ơn mẹ. Đẹp trai giống ba. Vậy mà mình lại không bao giờ được nhìn thấy nó. Khang à. Sao? Mẹ gửi con gái của mẹ cho con nha. Con thay mẹ chăm sóc cho con My. Mẹ yên tâm, con sẽ không bao giờ để chuyện gì xảy ra với My đâu. Mẹ không cần phải lo đâu ạ, con hứa với mẹ đó. Mẹ yên tâm lắm. Giấc mơ của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOON.